Phải nói là được yêu chính là niềm hạnh phúc nhất của cả một đời người. Nhà thơ Du Tử Lê đã đưa ra một hình ảnh rất cô đơn của một loài chim bói cá chờ đợi người yêu dưới ánh trăng ngà. Và bài thơ này đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ thành nhạc phẩm Khúc Thụy Du, mà nhà văn Nguyễn Đình Toàn đã từng gọi là một trong những bài tình ca hay nhất của âm nhạc Việt Nam. Và hôm nay, thưa quý vị, bài hát này sẽ được trình bày lại một lần nữa với một sáng tác mới của nhạc sĩ Anh Bằng, phổ từ một bài thơ của thi sĩ Phan Thành Tài. Nhạc phẩm có tựa đề là Anh Còn Yêu Em. Kính thưa quý vị, và để trình bày liên khúc trữ tình này, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của những người đang yêu, đã yêu và sắp yêu, đó là Thiên Kim, Y Phương và Nguyên Khang.